Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, những vụ án mạng do người tâm thần gây ra đã khiến người dân hoang mang, lo lắng, thậm chí là bức xúc. Mặc dù đã có những cảnh báo, nhưng vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này. Đã hơn nửa năm sau cái chết của ông Đào Văn Ngát ở thôn Ngô Đồng, xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, nhưng gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai. Tâm trạng buồn đau xen lẫn bức xúc. Nguyên nhân cái chết của ông Ngát là do đối tượng Nguyễn Thị Năng ở Đắk Lắk gây ra. Theo ghi nhận tại gia đình, do có mâu thuẫn với con gái của ông Ngát ở trong Đắk Lắk, nên Năng đã đến nhà ông Ngát chửi bới gây sự, sau đó dùng kéo đâm khiến ông Ngát tử vong. Mặc dù kết quả giải quyết của cơ quan chức năng là đối tượng Ngát bị tâm thần, tuy nhiên những người thân của ông Ngát vẫn thấy chưa thỏa đáng. Chị chửi bố em thì bố em mới tức quá, bố em mới dắt chị ra cổng đuổi chị về thì là chị rằng co bố em thì là trong tay chị cầm cái kéo của nhà em thì bao giờ ấy. Thế là em mới nôi bố em vào, thế là em nôi thì không nôi được, thế là em mới đi cầu cứu nhà hàng xóm thì là quay lại thì đã thấy chị đâm bố em rồi. Em thì mất bố, thế mẹ em mất chồng, thế giờ các cháu thì cũng mất ông bà. Thế bây giờ mà như thế thì là nó không có gọi là tí công bằng nào cả. Pháp luật gọi là không có tí công bằng nào với người mất. Bây giờ là người thần kinh thì vẫn nhớ nhơ, đi khi bảo là đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Thế sau này chị đấy chữa bệnh bắt buộc, thế sau này chị khỏi bệnh thì chị có phải chịu truy tố hình sự hay không? Với cái chết của ông Phạm Văn Đông ở thôn Phương La, xã Cẩm Trế, huyện Thanh Hà cũng do đối tượng bị tâm thần gây ra. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, khi bệnh tâm thần của Lương Đình Hoàng trở nặng, gia đình đã đưa vào viện để chữa trị, nhưng Hoàng đã bỏ chạy. Khi đến nhà của ông Đông, Hoàng đã vào nhà dùng búa đánh vào đầu, khiến ông Đông tử vong sau đó. Nghe tin nhân dân báo thì chạy ra, thì báo cáo với các anh là đến thời điểm đấy thì chỗ đối tượng này là thần kinh. Gặp đối tượng thì đã đánh anh, anh đã bị đánh vào đầu. Khi đó thì anh chạy được vào bên trong nhà thì báo cáo với các anh là cũng ngất xỉu luôn, và thì máu me ra rất là nhiều. Thế khi đó thì cũng đã được nhân dân anh em là đã đưa đi viện. Thế thì vào cái việc đó thì cái đối tượng thì cũng đã nhân dân đã trói và được công an chức năng của xã cũng đã vào kịp thời và đã khống chế được. Trên đây chỉ là hai trong số những vụ án mạng có liên quan đến người bị tâm thần trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác quản lý người tâm thần và trách nhiệm của các gia đình cũng như cơ quan chức năng chưa hiệu quả. Hiện nay vẫn còn nhiều người tâm thần đang ở cùng với cộng đồng dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng chưa được quản lý giám sát chặt chẽ. Nếu như cái đối tượng mà thần kinh này mà không được quản lý tốt thì nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ví dụ như cái trường hợp Ngô Đồng vừa qua. Đấy là một những trường hợp đặc biệt. Đấy. Vì không được quản lý tốt, không được coi là quản lý, cho nó dẫn đến cái việc là khi người ta ra ngoài thì có thể là đối tượng này sẽ gây thương cho người khác. Thế từ cái gây thương thì nó cũng ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây hoang mang cho người dân trên địa bàn. Thế cho nên là riêng về đối tượng là thần kinh thì quan điểm của tôi là các cấp cũng phải cần đưa vào danh sách quản lý đặc biệt. Bên cạnh đó, gia đình phải có một cái quản lý tốt hơn, sâu sát hơn, dẫn để tránh cái tình trạng mà đối tượng là ra ngoài quay gây án. Có thể bất cứ lúc nào đối tượng này có thể là ngay chính ngày, có thể là ngay ảnh hưởng nguy gây nguy hiểm cho chính bản thân người thân nhất nhà mình. Do vậy là một lần nữa thì chúng tôi cũng tha thiết đề nghị các cấp các ngành là quan tâm đến cái việc này. Theo một thống kê, từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ án giết người làm 18 người chết, 13 người bị thương, trong đó có 9 vụ với 9 bị can phạm tội giết người, mà người phạm tội là người bị mắc bệnh tâm thần. Đây là thực trạng báo động cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.